Ngày 19 tháng 10 tại huyện Lâm Hà, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean GSC thuộc tập đoàn Đại Dương đã khánh thành nhà máy chế biến trái cây đông lạnh tại Lâm Đồng và tổ chức xuất khẩu chuyến chanh leo Việt Nam đầu tiên sang thị trường Úc. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ngành liên quan đã tham dự. Nhà máy chế biến trái cây đông lạnh tại huyện Lâm Hà có tổng diện tích 10.000 m² và hệ thống công nghệ tiên tiến, có khả năng sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 10.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Các sản phẩm được chế biến từ những loại nông sản lợi thế của tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh Tây Nguyên lân cận và vùng đồng bằng sông Cửu Long như sầu riêng, chanh leo, chôm chôm, xoài, thanh long. Tất cả đều được xử lý qua quy trình cấp đông nhanh và đóng gói ngay sau khi thu hoạch, giúp giữ trọn hương vị, độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Nhà máy được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm như HACCP và BRCGS, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường lớn. Dịp này, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean cũng đã tổ chức xuất khẩu chuyến chanh leo Việt Nam đầu tiên sang thị trường Úc với sản lượng 1,5 tấn. Việc phát triển thêm nhà máy chế biến trái cây tại Lâm Đồng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trên các dòng sản phẩm tươi, đông lạnh và sấy, góp phần nâng cao giá trị trái cây địa phương so với bán tươi.